có phải chỉ có trẻ nhỏ mắc cúm mới bị nặng, còn trẻ lớn thì vẫn khỏe hay không? Trẻ nhỏ nằm ở cái độ tuổi là sơ sinh mà trẻ sinh thiếu tháng, hoặc là những cái trẻ sơ sinh mà có cái cân nặng sơ sinh thấp, thì lúc đó thì cái hệ miễn dịch của trẻ sẽ yếu hơn, cái sức đề kháng của trẻ nó sẽ yếu hơn. Mà lúc đó thì trẻ, cơ thể trẻ chưa có tiếp xúc với môi trường, do đó thì chưa có những cái tác nhân như là vi khuẩn, virus nó tác động lên cơ thể. Do đó thì những cái trường hợp mà trẻ nhỏ đó, cái khả năng mà dễ bị mắc cúm, rồi trẻ chưa nhận được vaccine tiêm ngừa nữa, trẻ lớn hơn á có cái khả năng mà mắc cúm nó giảm đi hay không, thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái sức đề kháng của trẻ. Chẳng hạn như một trẻ lớn hơn, nhưng mà trẻ lớn hơn mà có thêm một cái bệnh lý đồng mắt nữa, thì người ta thấy là gì, một cái trẻ mà kèm theo bệnh lý đồng mắt thì tăng nguy cơ nhiễm cúm lên 6 lần so với những cái trẻ bình thường nữa. Do đó thì cái việc mà trẻ lớn hay trẻ nhỏ mắc hay không thì phải tùy thuộc vào cái sức đề kháng của trẻ và cái khả năng cái cơ thể của trẻ nó được tiêm phòng để nó huấn luyện cái hệ miễn dịch để có thể là phòng chống được với cái bệnh cúm hoặc là những cái tác nhân khác nói chung.